Xin chào tất cả các bác đã trở lại với uh, uh, Ông Tây Anh Chuông và hôm nay ông Tây Anh Chuông lại uh, về thêm uh, uh, ít tàu đó là tàu mới các bác nha tàu sản xuất nguyên đó là hàng tại Pháp về Việt Nam qua đường bay đó là nhiều bác và nhà em Tại sao có nhiều tàu thế đây là những tàu mà các uh, nghệ nhân ở châu Âu người ta đang làm nhưng em nó mua được về các bác nhé đó uh, bác nào yêu mến uh, dòng tàu thì uh, uh, xin kết nối Zalo với em theo số điện thoại là 0928 538, 538, 538 nhà em là chuyên đường bay các bác có thể đặt tẩu nhá tại đức bên em để có người lấy về đó những cái tẩu này bên em lấy về thì bán rất là mềm thì các bác sử dụng thôi vì nhà em là chuyên đồng hồ côn cổ nhưng mà tiện là đường bay bỏ vào vào, vào đồng hồ rồi mang về bán cho các bác thôi anh các bác có thể nhìn qua những cái tẩu này là tẩu nguyên bản ở châu âu người ta làm các bác nhá đó còn chưa sử dụng nhá tất cả nhà em là hàng chưa sử dụng hết đó các bác về các bác chỉ vì sử dụng đơn giản thôi những uh, chiếc như này giá rất mềm như trước này em bán thì cho các bác chỉ có một triệu một chiếc thôi ạ Đó, một triệu một chiếc thôi Đây này, Như em nhiều lắm Đấy, bác nào lấy chiếc nào thì chụp ảnh đánh dấu gửi cho em Em sẽ để cho các bác Tẩu cam kết tẩu Tây nhá Không phải tẩu Trung Quốc, không phải tẩu Việt Nam đâu nhá Nhưng bác nào chơi sâu thì biết rồi Đó Nguyên bản Chưa sử dụng Đấy các bác lưu uh, số của em là 0928 538 538 địa chỉ nhà em là số 02 dãy TT4 khu thị văn phú hà đông hà nội đấy nhưng bác nào mà uh, chuyên thích tẩu thì báo em để em rất nhiều đồ về cho các bác có thể order cho các bác được các bác chỉ cần gửi mẫu em sẽ lấy biên pháp cho các bác em có người nhà bên đó đó một tuần em về hai chuyến bay hàng xe đạp đồng hồ các thể loại rất đẹp coi nha đó. rồi vậy bác nào yêu mến cái dòng tẩu này thì xin gửi điện cho em nhé À, các bác cũng nhớ đăng ký kênh bên dưới để cập nhật liên tục những chiếc tàu mới nhất từ châu âu việt nam hoặc những chiếc đồng hồ côn cổ vâng xin cảm ơn các bác rất nhiều xin hẹn gặp lại ạ